tới ra lăng đà bà nam mô na na cẩn trì bàn ra ra mê tán bà ta đầu vô bằng thế dân tan bà tan đa ma gia bà bàn đàn đau đáng địa tan bà lo e lo ca đê ca ra đê đi ma bồ đề tan đó tan bà ma đa ma đa bay đi đà dẫn câu lo kiếp mong đó
và ba hoàng đang đau đang niềm ta bà la ê la ca đê ca đà đê di ê đi ma bồ đề đang đó đang ba đang ba ma đa ma đa ma đê đà dân câu la câu la ghen mong đô la đô đô thằng xà gia đê ma thằng xà gia đê đà ra địa đê đê ra vạn ra gia gia ra gia ra ma ma vạn ma ra mong đê 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 và ya nam mô a di đà bà lo kiên đề thức bàn ra ya ta bà ha đề đa mạn đa ra bàn xà ya ta bà ha an tăng điện đô mạn đa ra bàn xà ya an tăng điện đô mạn đa ra bàn xà ya ta bà ma bàn ya ma la mạn đa tâm kinh quan tự tại vô ta nhã ba la mật đa thời diệu kim đồ quán giới không đồ nhà tiên đồ an ra đời tự thân bất gì không công minh gì sanh sanh tức thì không thì thân đồ tưởng hành thân diệt phù như thị xa lợi tử thì chữ quan không tương bất diệt bất câu bất tình bất năng bất dòm thì cô không trung vô sanh vô thọ tương anh thức càng dễ tê thì thân ấy vô sáng tinh đương vị xung qua vô nhàn dời đại chi vô uy thần giới vô bên diệt vô vô bên thần đại chi vô đạo tư diệt vô đạo tư thần vô cố thầm diệt đạo diệt vô đang dĩ vô sao đang cố bồ đề tăng nói ban nhã ba la mật đa thu vô quay ngài vô quay ngài cố vô không vô bằng tường có canh niết bàn tam thế chư và cây ban nhã ba la mật đa cô đắng a nậu đa la ta bồ đề có đi ban nhã ba la mật đa thị đại thân chú thì đại minh chú thường chú thị vô đăng đăng chú năng trừ nhân tiên khổ chân thiền bằng hư cô tiên ban nhã ba la mật đa tiên cho duyên hiền đê ba la thằng yên đế bồ đề thăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la thằng yên đế thăng bà vạn thanh quyên đền chân ngôn nam mô a di đà bà già đa đa già đa già đa di già đa thì a di đà đa thăng đam bà thì a di đà đa thì ca lang đê a đa điền gia tha di đi đô bà tỳ rì đa thân nam bà tỳ a di đi đa tỳ ca
đàn đế a di đà đa tỳ ca lan đa già di đà đa di đà ca lệ ta bà di đà phật thân kim thân tư ngã quang minh vô đẳng lưng ngã bánh hào quyên chuyển ngộ tu di ca mô trường thanh tư đại hải quang trung quá phật vô số qua bồ tát chúng diệt vô biên tư thà ba nguyện độ chúng sanh cô phẩm hàm linh đăng bi ngàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phụng kinh cần đơn thù thắng hạnh vô biên thắng phương dài hội ương phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh đa tông vạn vô lượng quang phần xa nguyện tiêu tham chướng trừ phiền não nguyện năng trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thượng hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung liên qua về phổ mạo qua khai kiến phật ngộ vô sanh bận thôi bồ tát vì bàn lề nguyện về thở công đức phổ cầm nhờ thiên ngã đằng về chúng sanh giải công thành phật đạo phục nguyện kính lại tam bảo chứng minh quay thần hậu niệm bồ tát tinh văn phạm vương đế thích tề thiên vương chung thiên long bát bộ pháp thần vương chứng minh thầy từ gia hộ
Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2018, chớ thắng đi cùng thiện nam tinh nữ phần tử trở về chim bay nơi đất Phật. Hôm nay đã viên mãn cầu nguyện hồng ân tam bảo chư Phật mười phương, phong vô số kim thân xá lợi hào quang điển lành tiếp độ hộ trì cho chúng con được thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành đạo hóa chóng viên thành bồ đề mau chứng đắc tự gian gian tha giác hạnh viên mãn. Và cầu nguyện cho tất cả trong đoàn đều được tai qua nắng khỏi tần bệnh tai ánh tiêu trừ, thiền căn tăng trương phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm thành vô thường đạo, cổ nguyện âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh, tình giữ vô tình tề thành Phật đạo. Nam mô tạng chế huệ như hài, tờ quê tăng đương nguyện chúng sanh trong ly đại chúng như thiên vô ngài, nguyện ngài an lành đêm an lành, đêm ngài sau thời đều lành, tất cả các thời đều an lành, xin đứng từ bi thường gia hộ, nguyện ngài an lành đêm an lành, đêm ngài sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, nguyện đứng từ bi thường gia hộ, nguyện ngài an lành đêm an lành, đêm ngài sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, nguyện đứng từ bi thường gia hộ, nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân quý chư tôn đức và quý Phật tử trong đoàn. Hôm nay là ngày cuối trên bước đường trở về đất Phật để chúng ta chiêm bái tìm về quê xưa cảnh cũ và quê cha đất tổ của chúng ta nơi đây cách 2562 năm. Hôm nay chúng ta có nhiều khi nhiều vị 81 năm hoặc giả là 60 năm mới trở về đất Phật một lần, là mỗi người trở về đất Phật đều có cái nhân duyên, đều có cái tâm nguyện và chúng ta phải cương quyết là mới có thể về được đất Phật. Thì hôm nay đoàn của chúng ta trong thời gian vừa qua đã làm tròn cái bổn nguyện, tâm nguyện của chúng ta trong một cái kiếp người để chúng ta đến được nơi đất Phật này. Thì một lần chúng ta đến được đất Phật là cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm hồn, luôn luôn lúc nào chúng ta bước chân đến đất Phật rồi như là một cái cảnh thế giới cực lạc. Tất cả thấy chư tăng ni khắp nơi trên thế giới và các phái đoàn Phật tử cũng khắp nơi trên thế giới quy tụ trở về nơi Bồ Đề Đạo Tràng và các thánh tích. Chúng con
tiếp theo đây thì Đại sư xin ra ngâm cái bài 10 điều ơn cha mẹ. 10 điều ơn cha mẹ đối với tất cả chư tăng ni, chư Phật tử, ai ai cũng đều có cha và mẹ. Cho nên chúng ta nhắc lại để những cái công ơn của cha mẹ sanh thành dưỡng dục, nuôi nấng chúng ta đến trưởng thành, đến lớn khôn ngày hôm nay, để chúng ta xuất gia tu hành và lo phụng sự đạo pháp. Nghe thấy không? Và xin tiếp tục ngâm bài thơ 10 điều ơn cha mẹ. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phận làm con chẳng phúc nào quên. Sớm hơn cố gắng đáp đền, tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Kinh Phật đã chép biên chỉ dạy, có mười ơn quảng đại cao dài, nhất là mang lấy bào thai mẹ hiền xác thể không ngày nào yên. Sự ăn uống tự kiên đủ thứ, nằm đứng đi cũng giữ nhẹ nhàng, tóc tai chẳng muốn điểm trang, thân hình luôn chiều rõ vàng, kém phi ơn tứ nhì tới kỳ khai nở, phải một phen kinh sợ hãi ông. Hài nhi trời đạp tư tung, làm cho thân mẹ muôn trùng đơn đau. Cảnh huống này kể sao cho xiết, khi sản sanh tinh quyết dầm về, mặc tình thân mẹ thảm thê, miễn sao con được trăm bề vẹn sông. Ơn thứ ba vừa trông thấy trẻ ra khỏi lòng thì mẹ hân hoan, quên điều đau đớn gian nan, quên hồi còn lúc cô mang tháng ngày. Nào khắc thể sáng gai gánh nặng, cũng dường như ai tặng ngọc vàng, tâm hồn thơ thới nhẹ an, nỗi mừng không thể luận bàn hết đâu.
chẳng thiếu chẳng sai. Cam đành ăn đắng uống cay, ngọt bùi phần trẻ không ngại nào lên. Miệng cho con được thời mạnh chỗ dơ ướt dầm, nhường cho con được nằm bên rau khi gặp bê cơn huyết bào lạnh lùng, để con ấm áp thung dung riêng phần của mẹ lạnh lùng kể chi. Ơn thứ sao những khi bố mong mơ cùng giữa nôi hôn sớm mỏi ngày, món ăn thức uống nào sai máu hòa làm sữa nuôi rài hài nhi. Nếu chẳng may gặp khi nghèo cha chạy lo làm lùng tây bời, đêm ngày hao sức tổn hơi chịu phần đói khát để thời nuôi